Ok nhá, hello các bác, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio các bác nhé. Đấy, trong buổi ngày hôm nay thì em đang còn hai cái cục đẩy của Yamaha. Đó, hàng này thì bao xịn cho tất cả anh em nhà mình nhá. Đó, con này thì nó là dòng của con này thì đối với một dòng sản phẩm của Yamaha thì đầu tiên nhá các bác nhá. Đấy, những con này thì nó sẽ được sản xuất tại Indonesia. Ok cho anh em. Đó, Indonesia. Và con này đối với con Yamaha này thì thực tế với tất cả các bác rằng là nó thời điểm hiện tại thì nó hàng nhái lên đến trên 90%. Có nghĩa là các bác mua tỷ lệ để các bác mua được một con Yamaha xịn là các bác phải mua được là trên thị trường á, một người bán một con Yamaha này xịn thì có 9 người bán con Yamaha này hàng nhái. Đó, ok là anh biết, anh em biết là nó cái chất lượng của nó như thế nào rồi. Nhưng mà người ta nhái cái gì, người ta nhái, người ta không bao giờ nhái được cái mạch class HD này đâu các bác nhá. Đó, mạch class HD này. Và cái mạch bình thường thì anh em người ta nhái, người ta sẽ làm một cái nguồn xuyến ở giữa đây cho anh em này, chứ nó không phải là cái dòng mạch này cho tất cả các bác nhé. Lại bởi vì cái mạch này thì là cái mạch độc quyền của Yamaha. Đó, để cho anh em. Và đối với con đẩy này thì nó là công suất của nó là 500W một kênh 8 ohm các bác nhé. Nhưng mà nó rất là thật và nó ưu tiên cho tất cả các bác đánh những dòng loa cao cấp. Đó, anh em sử dụng những cái dòng loa mà nó, thứ nhất là nó sẽ là sử dụng những cái dòng loa mà côn, mà có nghĩa là dòng loa nghe nhạc này, piano nữ đó, bot, rồi là các cái dòng loa cao cấp một xíu thì các bác đánh con loa này nó rất là tốt. À, full 30 các bác chơi vô tư nhá. Đó, và con đẩy này thì nói với anh em rằng là để mà nói bảo là có những cái lô này để bán cho tất cả các bác thì nó rất là hiếm. Nó rất là hiếm. Chúng ta chưa nói về giá các bác nhá. Đấy, chưa nói về giá đâu mà chúng ta nói về cái độ hiếm của nó, cái chất lượng của nó. Đó, thì các bác xem tất cả nó đều là dòng mạch class HD anh em nhá. Đấy, 245 con này là 20 sò. 20 sò anh em nhá, 20 sò. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con này là 24 sò. Ok chưa? 24 sò và cho ra công suất 500W thì thực tế với các bác rằng là nó quá là đúng công suất rồi, đúng không? Đấy, hàng này thì xịn đét luôn cho anh em nhá. Và cái con này thì em cũng chỉ có hai con thôi. Đó, các bác về nhà chơi những đôi loa nhà mình này. Đấy, Sherwin Vanga, Pioneer, JBL, rồi là các cái dòng loa nó cao cấp một xíu thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ đưa ra nó sẽ là ok hơn anh em nhá. Đấy, ok cho mọi người. Và tất cả thì nó đang còn ngoại hình là đang còn đẹp, zin 100% hết các bác nhá. Đó, em có hai con này nữa thôi các bác nhá. Hôm trước cái lô trước có về thì được hai con Yamaha 7000S và một con và năm con 8 con Yamaha 5000S thì em bán hết rồi. Đấy, bây giờ thì còn có hai con này nữa thôi. Đấy, giá vẫn như cũ anh em nhá, để anh em chơi trong gia đình nhà mình. Đấy, cái này mà các bác sử dụng những cái dàn loa nó tốt tốt một tí, các bác bỏ hát nghêu ngao trong gia đình thì nó rất là tốt anh em này. Nó sử dụng những cái dòng loa cao cấp một xíu mà dùng con này thì bao phi các bác nhá. Đó, ok cho anh em. Cái này thì nó sẽ có một cái chế độ để tăng thêm bát này, khai thác thêm bát nữa này anh em, là nhấn đằng sau ấy. Ok chưa các bác? Đó, con này thì chạy sò sang ken 100% các bác nhá. À, nó chạy sò sang ken 100% luôn, em để trên kệ em ngại lấy xuống. Ok chưa? Và con này thì em chỉ còn có 2-3 con thôi nên là bác nào mà có nhu cầu thì chúng ta lấy nhá. Hai con này thì 8,5 triệu một con. Ok cho anh em. Hàng đẹp, hàng nét 100%. Đó, các bác xem nội thất, ngoại thất rất là tốt luôn. Hàng ngoại thất, hàng chất lượng ở ngoài, từ ngoài vào trong. Trong thì đảm bảo với các bác là phải zin đét 100% hết rồi, đúng không? Còn ở ngoài thì rất là ok đấy các bác nhá. Ok cho anh em. Đó, và các bác nào có cái nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em Hai qua số điện thoại ở đây. Đó, em Hai đang để ở đây các bác này. Đây, số điện thoại của em Hai đây các bác nhá. 0972345183 này. Đó, Zalo và số điện thoại của em Hai đây mọi người nhá. Đó, ok cho anh em. Đó, cái này thì em cũng có cái bản test ở trong cái kênh của em rồi. Đó, anh em chơi thì chơi thôi. Chứ cái dòng này không cần phải suy nghĩ về cái chất lượng, cũng không cần phải suy nghĩ về cái độ đẹp của nó nữa rồi. Đấy, quá đẹp rồi các bác nhá. Đó. Em Hai đây. Hello các bác nhé. Đó, các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cửa hàng bên em Hai Audio. Và Hai Audio cam kết với tất cả các bác rằng là Hai Audio không bao giờ bán hàng nhái cho anh em. Kể cả là những cái món hàng nó rất nhiều hàng nhái nhưng em vẫn lấy hàng xịn để em bán cho tất cả các bác. Hàng nhái nói không và hàng lắp ráp nói không các bác nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhá. Bye bye.